Chào các bạn, thì đây là mình sẽ làm một clip và là phân biệt về iPhone 15 Pro Max giữa hàng thật và là hàng phát như thế nào ha. Mời các bạn sẽ cùng xem. Xin chào các bạn, thì đây chính là một cái máy nè, đây là một vị khách nè, vị khách của người quen đó, nhưng mà cũng vô tình, nhưng mà bị coi như là cũng vì tin người quen của hàng Mỹ xách về đó. Thì hiện tại nếu như một cái máy nè, một cái máy mà bên shop nè nhập vô là khoảng chừng, nếu mà 15 Pro Max 1T thì nhập vô khoảng chừng là trên 30 triệu như thế này, mà nếu phiên bản cả VN sẽ là 40 triệu nè, các bạn thấy không? Thì hiện tại là bên đây nè, bên đây là khách nè lấy nè coi như là 32 triệu đó. Thì nếu như mà giá 32 triệu như thế này thì tôi coi như là bên cửa hàng hiện tại là thấy giá là cũng khá là tốt, mà cũng khá là ổn định. Bây giờ hiện tại là bên Nhất Vlog là sẵn sàng mua một cái máy như thế này, nhưng mà khi giao qua đây, giao qua còn siêu luôn nè đó. Nhưng mà đối với dòng máy này hiện tại là khi mà dòng máy 15 Pro Max ở đây thì không phải là hàng chính hãng, mà đây chính là hàng phát nè các bạn. Bây giờ mình sẽ phân biệt giữa hàng phát và là hàng chính hãng để mời cả nhà chúng ta sẽ cùng xem nha. Đây các bạn, thì hiện tại đây là mình sẽ có ba cây ha. Này tạm thời mình sẽ để qua đây một xíu nè, ba cây máy. Thì một cái máy nè, khi mở ra nè, nó sẽ có về như là cây này cây phát nha các bạn đó, và đây cây là cây chính hãng nè. Và cây này khi mà mình vừa cầm lên là mình thấy nó khác nhau nhiều lắm các bạn ơi. Thì đầu tiên nếu như mà gọi là hàng phát này chưa tới nè, coi như là về cái độ mà tinh xảo á, coi như là chưa đạt đến 99 đó, còn khá là sơ sài. Thì đây là cây giờ ba mắt nè, các bạn nhìn thấy nó hơi tối không, đây chỉ có một mắt thiệt đây nè, hai mắt này không có xài được trên đây nè. Rồi cây chính hãng nè, các bạn nhìn thấy trên đây nè, thấy không, cam nè, thấy chưa, nhìn nó trong veo đúng không đó. Còn về bên hông đây, nhìn cái nút này nè, nó còn một cái bao phia nè, cảm giác là coi như là chưa được chính xác lắm đó. Rồi về phía bên đằng sau này, mình mở ra mình thấy nè, cái này nè, cái bề mặt này không được đẹp nè, mà nó tối thui à, các bạn thấy không. Nhưng mà một cái phát mà 99% nè, đây mình cũng có cửa hàng cũng có một cái để mà review lên, mời các bạn xem là phân biệt giữa hàng thật và hàng giả nè đó. Hai cái này đều là giả hết, cây này thì còn nhìn đẹp hơn và sắc sảo hơn trên đây. Cây này nhìn nó tối mà không có bóng nè, cây này to hơn mà thì không có độ sáng nè đó. Còn cây chính hãng thì các bạn nhìn thấy trên đây nè, nhìn nó nè, những cái lỗ này nó sẽ là sáng hới nè, nó mặt vát là vát kim cương như đây. Đây là chính hãng nha các bạn, đây là hàng phát nè, thấy chưa đó. Đây là dựa lên ba cây để chúng ta nhìn thấy là trên giá những cái dòng máy mà thị trường đang có đó. Thì các bạn nhìn thấy trên đây là hàng về bề ngoài mình chưa mở lên nha. Mà về cáp linh kiện đây thì nhiều khi các bạn sẽ nhìn thấy trên đây cáp này nó cũng thông thường, đây thì nó gần giống lắm các bạn. Một cái hộp cũng vậy, hộp thì nhìn nó còn khá là dại trên đây nè, thấy không, cũng đây là 15 Pro Max nè đó, và trên phiên bản là Titanium nè, thấy không, 1T trên đây. Nhưng mà các bạn sẽ nhìn thấy trên đây nè, nếu như bản 1T thì nó sẽ không có khe sim như thế này nha đó. Nếu mà hàng Mỹ sẽ không có sim, đây có khe sim. Thì đây là chính vì như thế là mình sẽ thấy là có sự sai vì gì, coi như là về dòng máy như thế này đó. Và về bên trong đây là về chúng ta nhìn thấy nè, so sánh là sự khác nhau giữa ba dòng máy nè, khác nhau ha. Mời cả nhà chúng ta thấy đây, bây giờ mình sẽ mở lên mời cả nhà chúng ta nhìn thấy là cái khác về bên trong như thế nào. Đây ha, mình sẽ mở lên đây. YouTube đây, các bạn nhìn thấy trên cái viền nè, viền của viền màn hình nè, nó sẽ sát mép tới đây nè, thấy không đây sát mép nè như thế này. Nhưng mà đối với về như một phiên bản phát thì chúng ta nhìn thấy nè, cũng là giọt nước, nhưng mà phiên bản này nó sẽ có là viền nó dày hơn nè, thấy chưa, viền dày hơn ha. Rồi nếu như một cái phiên bản mà phát trên đây phát, đây là phát chưa được chính xác nè, thì các bạn nhìn thấy trên đây nè, viền rất là dày nè, hai bên hông là còn khá là dày nè, rất là thô, thấy không. Thì đây là mình cũng mở ra như thế này hơn là chúng ta nhìn thấy là cái độ tinh xảo của dòng này là không có đáng để xem ha. Sẵn đây mình mở cái dòng này lên xem để xem các bạn nhìn thấy nè, một số cái mà cần lưu ý nè. Anh này á là sẽ là dùng bằng là CH Play nha đó. Anh này là sẽ mở lên nè, nó không dùng bằng CH Play nữa mà dùng bên trên App Store luôn, App Store nè, thấy không, cũng vô App Store như bình thường
nhưng mà nó sẽ là chậm hơn so với ổ những cái máy mà máy chính hãng thông thường ha. Thì đây là mình phân biệt để mà chúng ta xem, mà cả nhà chúng ta xem và chúng ta biết để mà không phải mua bị lầm như thế này. Và một vị khách đang cũng là từng là cửa hàng, cũng vì tin người và cũng đang bị lầm với một cái giá máy mà coi như là cái chỉ có trên 2 triệu. Một cái này thì coi như là cái này trên chỉ cần hơn 2 triệu thôi, nhưng mà cái này 30 triệu trên nhau có chục lần, đúng không? Rồi bây giờ chúng ta nhìn thấy trên đây nè, hàng phát này nè, nó sẽ có thêm một cái nè, những cái giả được nè, các bạn nhìn thấy nha. Thì đây nè, coi như là cái ai lao nè, cũng nhập vô giả được nè, thấy không? Cái ai lao giả này sẽ nhập như thế nào thì mình thoát ra nè, mình tách này nè, thấy chưa? Thấy cái chữ các bạn nhìn thấy nó sẽ dài hơn. Bây giờ chúng ta chỉ cần nhập vô là nhấp vlog chẳng hạn đi. Đó, nhấp vlog nè. Rồi A cộng nè, Y lao chúng com chẳng hạn nha. Y nè, chấm com nè. Đó. Và mật khẩu một cái gì đó. Ví dụ chúng ta nhập đại đi. Thấy chưa? Thì lúc mà đang nhập vô nó sẽ là nhìn vô một giao dịch ảo. Và lúc đó chúng ta nghĩ đến là cái I lao này chúng ta đã nhập được, thì coi như là đã thành công. Nhưng thưa các bạn, đây là một giao diện không chứng thực qua server và chỉ mở lên để chúng ta sẽ nhìn thấy được trên đây. Và trên đây là cũng đề là 15 Pro Max nè, đăng nhập. Chúng ta tưởng đâu là đăng nhập hay là thành công, nhưng đây là một cái tài khoản thường thôi, tài khoản ảo thôi. Và lúc này chúng ta có thể dễ dàng chúng ta tắt đi bình thường nè, có thể không? Đó, mặc dù không phải chứng thực qua mật khẩu, đây là ai lao coi như là đăng nhập giả ha. Rồi về cấu hình, cấu hình của dòng máy thì hầu như là nó sẽ đưa ra là dần giới thiệu, nó đề là hàng 1T, dung lượng rất là cao và hàng Mỹ. Và thêm một cái nữa, một số về thông tin cấu hình là còn bảo hành hay không nè, nó ghi cũng có về bảo hành luôn, thấy không? 21 tháng 9 năm 2024. Nhưng mà các bạn sẽ lưu ý với mình là sao, hàng Mỹ thì hầu như là cái như là dòng này không có về ghe, không có về cái sim nha, Mỹ nha, Mỹ không có cái sim. Thường thường là hàng VN thôi mới có cái sim, mà cái sim thì thường thường rất là khít nè, nhìn nó khác nhau rất là nhiều nè, các bạn thấy không? Thấy chưa? Đây mình quay xung quanh nè, chúng ta xem. Đó, cơ bản về phân biệt giữa hàng chính hãng và là hàng linh kiện, hàng giả sẽ như thế nào. Đó, đây là những cái dòng máy mình review, mình quay lên thôi thì chúng ta nhìn thấy sơ bộ về dòng máy như thế này. Thì mong rằng clip này chúng ta là đừng có mua bị lầm trên đây, từ những cái nhiều yếu tố khác nhau ha. Đó, chúng ta lưu ý nha, hàng chính hãng nè, nhìn camera rất là xịn sò, rất là đẹp, đúng không? Mặt kính rất là đẹp. Hàng phát nè, camera đây, nhìn nè, nó đỏ đỏ đây, đen đen nè, nhìn nó kỳ lắm. Ở đây cũng vậy, này nâu hơn, tối hơn, nhưng mà cảm giác này nhẹ hơn. Thì độ phát của anh này là không có giống được ha. Thì mong rằng clip chia sẻ như thế này, mời cả nhà chúng ta để tránh trường hợp mua lầm và mua làm sao cho đúng hàng trên đây. Clip cũng xin tạm dừng ở đây. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi clip. Xin chào, hẹn gặp lại chúng ta ở những clip tiếp theo ạ. Xin cảm ơn cả nhà.